Dạ. Rồi, cho phép em set up lại cái màn hình. Ai hỏi bệnh thì nhớ lại đơn giản gì nè. Thì các anh chị bắt đầu sao? Mình có học nội tâm hết rồi. Ai cũng biết á, là căn phòng tối á, thì không có nỗ lực lấy bóng tối được, mà phải đưa ánh sáng vào. Ai cũng biết cái đó. Nhưng mà khi vấn nạn xảy ra thì người ta lại nỗ lực lấy bóng tối. Hình dung ý này không? Ánh sáng đã cho các anh chị một cái ngọn đèn rồi, mà cứ mỗi lần cái vấn nạn nó phát sinh, các anh chị thổi tắt nó luôn. Các anh chị không lấy để soi, ít nhất không gà nó cũng có hai cái ngọn đèn này. Ngọn đèn thứ nhất gần nhất đó là giảm chết tăng sinh. Đúng không? Đúng không? Ngọn đèn gần nhất là giảm chết tăng sinh. Ngọn đèn thứ hai đã trao từ ngày đầu tiên, điều trị bảo tồn nuôi dưỡng. Dạ. Thì có hai cái ngọn đèn đó là các vấn nạn mình hỏi nó có giải pháp rồi đó. Ví dụ viêm đa xoang nè, có cách nào hỗ trợ không? Có. Thứ nhất điều trị. Vì tin cái người bị đa xoang đó là tin Tây y hay tin Đông y? Tin cái nào thì đi trị cái đó. Rồi phối hợp với quá trình điều trị thì về bảo tồn. Vậy cái vùng xoang mình bảo tồn sao? À, thì mình coi lại. À, bắt đầu quán chiếu lại chính bản thân mình. Hàng ngày cái nguyên nhân gì mà làm ảnh hưởng cái vùng xoang, ảnh hưởng cái hô hấp trên, thì mình đoạn trừ nó. Ví dụ đơn giản là viêm đa xoang nè, nhưng mà hàng ngày á, có ở trong phòng lạnh không thì điều chỉnh nhiệt độ. Thứ hai, cái thói quen có tắm đêm không thì phải tắm sớm lại. Cái thứ ba là thức ăn hàng ngày á, có ăn đồ chua, đồ mặn, đồ lạnh, ba cái đó có ăn không? Có thì bớt lại, mỡ động vật rồi nè, bớt lại. Nói chung là cái gì nó làm ảnh hưởng tới cái vùng hô hấp trên là mình phải đoạn trừ. Rồi bắt đầu đi ra ngoài thì che chắn, khẩu trang. Về nhà thì làm gì? Hả? Massage vùng mặt, massage vùng mũi, massage vùng mặt, massage vùng mũi. Rồi bắt đầu nghiên cứu thêm một số huyệt đạo hỗ trợ cho mũi, cho hô hấp trên. Chiều sâu về nội tâm mình rà soát coi có không với người bị viêm đa xoang, viêm xoang. Nếu có liên quan tới nội tâm thì thường là những người bị xoang á, là quá khứ của họ phải dời nhà nhiều lần trong cuộc đời, dời chỗ ở á, mà mỗi một lần dời nhà á, là bị ép buộc mà dời đi trong lúc đau khổ. Thì mình rà soát lại, nếu có thì bắt đầu nâng nhận thức nội tâm lên, xóa hình đó, đổi hình mới, đổi hình đổi đời. Còn nếu không có thì quá mừng, bởi vì nó liên quan tới yếu tố thân bệnh với nghiệp bệnh chứ nó không phải là tâm bệnh. Vậy thì nghiệp bệnh thì mình đổi lại. Rồi. Sau đó bắt đầu duy trì cuộc sống hàng ngày mà nó cải thiện cho xoang. Bắt đầu tập hô hấp nè, tập hít thở cho thông suốt, tập massage mũi hàng ngày duy trì, uống nước điều độ, làm ấm cái phổi, rồi tập cho về khí thông, tập thay gân đổi cốt cho thông, tập hồi xuân cơ thể, massage mặt, rồi dưỡng chất hỗ trợ tái tạo vùng son, rồi sau đó chờ ngày nó phục hồi hết. Còn chiều sâu bên trong thì coi lại, nếu yếu tố của đông y thì coi lại những người viêm xoang lâu năm nè, coi người ta có bị bón không, có bị tiêu chảy không, có bị rối loạn tiêu hóa không. Phần lớn là bị bón. Những người bị viêm xoang á, coi có không, không có thì mừng, còn có thì điều chỉnh.
đó, rồi thì làm cho ấm phổi lên, làm cho gì, đại tràng thông suốt, thì hô hấp dần dần nó sẽ cải thiện lại, khí nhuận lại, rồi hàng ngày tập khí đi cho nó nhanh. Khí âm dương nè, khí trong yoga nè, khí trong thiền nè, khí trong thai gân đổi cốt nè, thích cái môn nào tập cái môn đó. Rồi bắt đầu mới hỏi xoan ơi bạn cần gì, đưa dưỡng chất để tái cấu trúc lại cái vùng xoan, rồi chờ ngày nó phục hồi. Bởi vì đây là bệnh mãn tính, cho nên là cái lỗ đó nó bị bự rồi. Hình dung cái này không ạ? À? Có hết rồi chứ, có cái gì cũng nói hết rồi chứ có gì không nói đâu. Còn lại là mình tư duy mình ráp vô thôi. Dạ. Ăn tối xong thường hay buồn ngủ. Chỉ điểm đi, cải thiện giấc ngủ đến chậm một chút, đừng có ăn nữa. Ta ăn xong buồn ngủ là đừng ăn thì không ngủ. Hình dung được không? Đó, chậm chút nè, quay lại khái niệm nguồn dinh dưỡng nè. Đó, cứ chỉ cần gì, lâu lâu cái giả bộ giải cái vấn nạn, rồi bắt đầu bóng tối nó bao trùm. Thắp ánh sáng lên được cái chút xíu à. Cái ai hỏi cái vấn nạn, cái giả bộ trả lời một câu hỏi thôi, cái hàng loạt cái câu hỏi vấn nạn lên liền. À, để thử coi là gì, mình học nguyên lý ánh sáng, coi là khi có vấn đề cái mình thắp ánh sáng hay mình đưa bóng tối, thì y pin là chỉ cần giải một trường hợp thôi là hàng loạt trường hợp sau sẽ xuất hiện. Còn không trả lời đến thinh luôn, không ai hỏi nữa. Thấy gì Trang không? Dạ. Là lâu cái thử một cái là bắt đầu dính một nùi đó không? Dạ. Ừ. Đưa ánh sáng vô. Dạ. Thường là sau khi ăn á, thường con người đơn giản là cái bình thường là dễ buồn ngủ á, là tại vì khi ăn á thì cái thức ăn trong dạ dày á nó cần phải tiêu hóa, nên thời điểm đó cái oxy nó tập trung về nhiều ở cái hệ thống tiêu hóa. Mà nếu hàng ngày ai đó hô hấp này kia không được nhuận, khí không được thông, thì thời điểm đó đó cái lượng oxy lên não nó ít hơn bình thường, vì tập trung nhiều ở hệ thống tiêu hóa, nên thời điểm đó nó dễ sanh ra cảm giác buồn ngủ. Nên cái lúc đó ăn xong thì làm gì? Đừng nằm, đừng ngồi làm việc, mà ăn xong cái massage cơ thể, vận động nhẹ một chút, ăn nhẹ thôi. À, xoa đầu, xoa cổ cho ấm lên, cho khí huyết nó thông lại thì tỉnh lên thôi, chứ có gì đâu. Hít khí dương cái là tỉnh liền vậy. Rồi. Dấu hiệu đó là dấu hiệu báo hiệu là khí trong cơ thể của mình chưa đủ đầy. Cho nên là mình cần phải phải điều chỉnh. Dạ. Được hen. À, thôi giả lao một chút đi rồi vô. Dạ. Nói xong cái dinh dưỡng cái bắt đầu tư duy khỏe mạnh lại, nên nhắc lại một lần nữa để cả nhà khi có phát sinh ra cái yếu tố liên quan tới sức khỏe cái mình chậm một chút, cái chi chậm lại một chút liền ha, bắt đầu rà soát lại, rà soát lại chậm chút xíu. À, giống như cái ngày liên quan tới học phần về dùng khái niệm nguồn có lợi và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng sức khỏe, mình có một câu quan trọng đó. Đó là với những cái bệnh mãn tính, những bệnh nan y à, thì mình phức tạp thì mở rộng khái niệm nguồn, mở rộng hệ quy chiếu trước khi chọn giải pháp. Còn với bệnh cấp tính thì ưu tiên cơ sở gần nhất, còn nhớ không? Vậy thì viêm da cơ địa là cái bệnh mãn tính,
Bệnh này thì y học tây y chữa triệu chứng, không chữa chữa triệt để. Tính tới hiện tại theo kết luận của tây y, vậy bắt đầu mình mở rộng hệ quy chiếu qua đông y. Thì các chị cứ nhớ nè, nhớ câu này ha, cứ liên quan tới da lông là nhớ tới phổi trước. Khóa trước các anh chị có học các anh chị còn nhớ tạng phủ với ngũ hành không? Phế chủ bì mau thông điều thủy đạo. Nhớ nhớ câu đó không? Liên quan tới da lông thì nhớ tới phế trước, tới phổi trước. Liên quan tới da lông thì nhớ tới phổi trước. Nhớ tới phổi ở đây không phải là bệnh phổi, mà là cần dưỡng cái phổi cho nó mạnh lên, cho nó khỏe lên. Tiến trình chăm sóc da thì đồng thời phải kết hợp dưỡng phổi, dưỡng khí. Khi khí nó thông nhuận thì dần dần da sẽ cải thiện, sẽ đẹp lại. Một số trường hợp bị chàm, bị viêm da cơ địa, bị lão hóa da, tập thay gân đổi cốt tầm khoảng 3-4 kỳ thôi, tự nhiên da nó mịn trở lại, nó mịn chân, nó đẹp lại hết, bởi vì khí được thông, khí nó thông ra tay. Rồi giai đoạn đầu những cái gì bất ổn nó đào thải ra hết trong đó, cái dần dần khoảng 3 chu kỳ gì đó đến 6 chu kỳ, có người từ 3, có người từ 4, có người 5, có người 6, cái quay lại cái giật mình phát hiện, ủa da đẹp lên hết rồi, những cái á sừng, những cái liên quan tới đồi mồi, những cái gì liên quan tới gì vẫy nến tự nhiên nó tróc hết mà không biết. Hiển nhiên đó là một lộ trình, như một trong lộ trình đó là khí nó thông, phổi nó khỏe dần lên thì da dần dần sẽ được cải thiện theo góc nhìn của đông y. Cái lúc đó mình mở rộng thêm góc nhìn của dinh dưỡng, da ơi cần gì bổ sung thêm cho dưỡng chất cho da đó. Rồi còn góc nhìn của y học tây y thì viêm da cơ địa, bắt đầu mình phải hỗ trợ cái hệ thống miễn dịch lại, làn da tốt, tiêu hóa tốt, miễn dịch tốt, thì dần dần viêm da cơ địa được cải thiện. Thấy thấy đơn giản lại không? Tính tới hiện tại không có gì rời xa. Thứ nhất, giảm chết tăng sinh. Thứ hai, điều trị bảo tồn nuôi dưỡng. Lộ trình các anh chị đưa ra nó nằm trong năm cái từ đó đó, không có gì nằm ngoài năm từ đó. Còn nếu có thêm hai từ nữa, đó là kiểm soát và nguyên liệu. Nhớ bức tường không? Nhớ bức tường bị ông A ông rút không? Các chị còn nhớ bức tường bị A rút không? Như đó. Các anh chị cứ bám bám vào cái bảy cái từ đó. Điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng, giảm chết, tăng sinh, kiểm soát, nguyên liệu, hướng về sự cân bằng. Càng tiệm cận về sự cân bằng thì cải thiện sức khỏe sẽ càng rõ nét. Tới đây kịp không? Ngài vậy ha, dạ bảy từ: bảo tồn, điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng. Các anh chị ghi vô bảy từ trọng điểm, các anh chị luận đó. Ai có vấn nạn hỏi trên khung chat mà chưa trả lời đó, quay là tự luận thử ha, luận chưa ra thì tới ngày thứ năm ngày cuối cái mình cùng luận. Thứ nhất, điều trị bảo tồn nuôi dưỡng, 1 2 3 đó. Một, điều trị; 2, bảo tồn; 3, nuôi dưỡng; 4, giảm chết; 5, tăng sinh; 6, kiểm soát; 7, nguyên liệu. Rồi bám vô 7 cái từ đó mà hỗ trợ sức khỏe.
bám vô 7 từ đó mà hỗ trợ sức khỏe. Ai đó hỏi nãy giờ đó chưa trả lời, bắt đầu bám vô 7 từ này thử. Còn gì mình đang thiếu không? Ví dụ gì đó. Thì bám vô lại cái mình làm lại. Đó. Nó có 3 dòng đó. Dòng thứ nhất điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng. Dòng thứ hai giảm chết, tăng sinh. Dòng thứ ba kiểm soát nguyên liệu. Rồi sau đó cái mình đã, lộ trình của điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng, giảm chết, tăng sinh, kiểm soát nguyên liệu, tất cả đều hướng về sự cân bằng. Càng tiệm cận về sự cân bằng thì cải thiện sức khỏe sẽ càng rõ nét. Biểu hiện cải thiện sức khỏe càng rõ nét. Gầy kinh niên do đau hả? Không biết. Đó là một nguyên nhân thôi. Một người mà gầy kinh niên á, cái đầu tiên người ta không nghĩ tới bệnh tật, mà người ta nghĩ tới thói quen lối sống của họ trước. Người gầy kinh niên á, người ta coi cái thói quen, cái lối sống của chính họ trước, chứ không phải coi bệnh. Ví dụ đơn giản có ăn không? Ví dụ đơn giản uống nước có tốt không? Ví dụ đơn giản có ngủ nghe này kia không? À, ví dụ như đó. À, rà soát hết tất cả lối sống của chính họ. À, nếu mọi cái được ổn hết rồi mà họ vẫn ốm thì tính tiếp là họ có muốn cơ thể của họ cân đối không? Muốn cân đối xong bắt đầu mới điều chỉnh tiếp. Kịp kịp ý này không? Ừ. Rồi, sỏi thận đó, bắt đầu ứng dụng cái lộ trình đi. Sỏi thận này điều trị sao, điều trị thế nào, rồi xong về bảo tồn sao, nuôi dưỡng sao, rồi hoặc không dùng 3 từ đó, dùng 2 từ dưới, giảm chết tăng sinh. Vậy thì với sỏi thận giảm chết là làm gì, tăng sinh là làm gì? Rồi nếu là gì, kiểm soát nguyên liệu. Vì đang bị sạn thận thì kiểm soát cái gì, nguyên liệu gì đó là xong. Rồi mình ráp vô thôi, là các anh chị có trời ơi không biết bao nhiêu liệu trình nó hỗ trợ cho cái sạn thận. Rồi còn các anh chị muốn chắc ăn hơn, đó là bước điều trị, đưa vô vô bệnh viện cái người ta bắt đầu thăm khám. Thăm khám xong cái người ta nghi ngờ sạn nhưng không biết sạn gì, cái người ta cho đi siêu âm, cái coi đó sạn đó là sạn gì, sạn oxalat, à, sạn canxi hay là sạn san hô, ví dụ gì, cái tên sạn thận á, à, người ta coi cái sạn đó là sạn gì, cái lộ trình phù hợp để người ta đưa hỗ trợ. À, thì phần lớn sạn là oxalat hoặc là sạn canxi là nhiều, còn nếu sạn san hô thì nó có thể sinh ra đi tiểu gắt, tiểu ra máu, cái cơn đau nó kéo dài. À, tiểu bọt vân vân thì hiển nhiên đi khám bác sĩ ta sẽ nói cho mình biết. Còn thông thường nhất thì thường là thượng thản canxi thì nhiều, hay là sạn oxalat. Thì mỗi sạn đó người ta có bài thuốc riêng biệt. Ví dụ như là sạn thận đi, nếu sạn cái canxi carbonate đó, hay là sạn oxalat đó, thì dân gian nó có ít nhất cũng 10 bài. Mức độ nhẹ cũng không cần thuốc men gì chứ, chỉ cần uống nước đủ, nhịp cánh bướm hàng ngày, à, cái dỗ cái thận kinh, à, thì tầm khoảng gì nhất hạn nhỏ 1-2 ngày tiểu đã trơn, khỏi thuốc men gì chứ. Còn sỏi lớn thì sẽ có nhiều giải pháp có thể tán, tức là làm nhỏ ra, làm vỡ ra rồi gấp nó, à, tùy loại sạn. Còn sỏi túi mật, cắt túi mật luôn rồi thì thôi chứ có gì đâu.
thay đổi lối sống theo chiều hướng khỏe mạnh thôi. Cắt rồi là nghĩ gì nữa giờ? Nên nói cái để cái nhà bắt đầu nâng nhận thức chỗ này nè, với ai bị cắt túi mật nè. Đó, thường một người là gì? Nhớ nhung một túi mật đã cắt hơn 20 năm. Nhưng 20 năm đó sống tệ bạc với những cơ quan còn lại. Vì một người ra đi là túi mật đã bị cắt bỏ hơn 20 năm. Ngày nào cũng nhớ túi mật, đi đâu cũng nhắc túi mật. Nhưng những cơ quan còn lại, hơn 70 mấy cơ quan, thì tệ bạc với nó. Hỏi sao cơ thể khỏe? Hiểu ý này không ta? Nguyên tắc của sỏi túi mật: một là trên 10 sỏi, hai là một sỏi trên 10 ly, thì lúc đó người ta mới có khả năng chỉ định là cắt. Dạ. Ừ. Nên là cắt túi mật xong rồi thì sức khỏe vẫn ổn bình thường chứ không có gì. Chỉ có một lưu ý của người bị cắt túi mật, đó là kiểm soát chất béo. Hạn chế tối đa chất béo đưa vào trong cơ thể. Đối với người bị cắt túi mật rồi. Rồi quay lại bốn cái chân bàn mà điều chỉnh cách sống, thì không tái lại đối với chỗ khác. Tại cắt rồi nên đâu bị túi mật nữa. Nhưng nếu không phù hợp thì có thể bị tại gan, có thể bị tại thận. Nên cái người sạn thận, các chị thấy không? Cứ 1, 2 tháng, 3, 4 tháng, 5, 6 tháng, bình quân khoảng 4 tháng cái đi xử lý thận lần. Cứ sạn suốt luôn, suốt nhiều năm tháng, không cải thiện, không cải biên. Các anh chị có gặp trường hợp này không? Gặp suốt luôn, nói không có chịu nghe. Là tại vì các anh chị nói kiến thức chứ các anh chị không nâng nhận thức. Các anh chị nâng nhận thức của người ta thì sau lần điều trị đó mới không còn sạn tái lại. Còn nếu chỉ đi trao kiến thức thôi thì đảm bảo với các anh chị rằng lần sau cũng sẽ bị sạn tiếp. Chỉ có cái là lần sau bị sạn họ vô cái họ nói chuyện rành hơn bác sĩ nữa, tại họ bị nhiều năm quá nên kinh nghiệm. Bệnh nhân bây giờ còn rành bệnh hơn bác sĩ. Khi hỏi về bệnh, các anh chị sẽ thấy một điều đặc biệt. Họ sẽ kể cho các anh chị nghe câu chuyện cuộc đời của họ liên quan tới bệnh tật từ cổ chí kim, không sót một bệnh viện, không sót một tờ bệnh án, không sót một bác sĩ. Nhưng mà những lần làm tốt cho sức khỏe, những lần làm tốt cho cuộc đời, không thấy ghi nhận lần nào hết. Hình dung ý này không ta? Rồi sao khỏe? Đưa ra một sắp hồ sơ, rất là nể trí nhớ của mấy người này, kể không sót một bệnh án. Và mỗi lần kể, tần số rung động, năng lượng tương đồng với lúc bệnh tật, đau như thế nào cái mặt nhăn người ta biết, nhức ra sao biết hết, cãi lộn với bác sĩ như thế nào, người thân nói không nghe ra sao, đổi bác sĩ ra sao, bao nhiêu cái xe cứu thương cấp cứu và bao nhiêu lần chuyển viện, họ nhớ không sót một ly một tí nào hết. Chỉ khổ nói một điều, người ta nói thay đổi lối sống đi cuộc đời sẽ khỏe, nói một lời bản họng không thay đổi. Nhiều lúc ha, có một số dù có một số ở bình thường bình dân tưởng là lính đó, lính ruột á, nhiều lúc rất muốn ói máu, nói lời động viên khích lệ 10 năm, nói em sẽ trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện sức khỏe, em sẽ là người làm chủ sức khỏe của chính mình, em sẽ làm được, anh tin em sẽ làm tốt, chỉ cần em kiên trì, chỉ cần em học tập, anh tin chắc em sẽ thay thế vị trí của anh trong tương lai, em nhất định làm được. Nói sùi bọt mép nó không nghe, nó đi ra ngoài nó ăn bún bà bán bún, nó có một câu sức khỏe khó lắm, nó nghe lời bà bán bún luôn. Nói 10 năm không bằng một câu của người bán bún.
Chỉ bởi vì mình không đặt nghi vấn, và bởi vì mình không nâng nhận thức mà mình chỉ trao kiến thức, nên nói sùi bọt mép không thay đổi. Anh chưa biết này không? Thôi giải lao một chút rồi nói tiếp. Dạ, chúng ta tiếp tục ạ. À. Biết ơn cả nhà. Dạ. Anh Túc ngày mai nha. Dạ, em thấy anh giơ tay á. Anh cho kịp tiến độ anh ngày mai nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Ừ. Hôm qua chúng ta đã phân loại dinh dưỡng rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết. Các anh chị cũng vẽ một cái đồ hình tương tự, chỉ khác biệt là ở phía trên một cái hình chữ nhật lớn, ở phía dưới thì bốn ha. Ở phía dưới thì bốn ô chữ nhật. Rồi khác biệt hôm qua là ở phía dưới chúng ta thêm một ô thôi là xong. Bắt đầu chúng ta sẽ vào chi tiết về dinh dưỡng này, lộ trình. Ở phía dưới bốn cái hình chữ nhật. Dạ. Rồi. Với cái đồ hình này các anh chị siêng làm ha, thì các anh chị nếu mà các anh chị thực sự siêng làm ha, thì một ngày một là các anh chị nắm hết dinh dưỡng. Còn các anh chị làm bình thường thì các anh chị mất một tháng, khoảng một tháng là hoàn thành. Ai siêng chút thì 7 ngày, còn ai dụng tâm luôn thì một ngày là xong. Rồi anh chị ghi cái ô đầu tiên trên đây nè, nó là cái tên của dinh cái tên dinh dưỡng đó là dinh dưỡng gì. Sau đó xuống phía dưới cái ô đầu tiên bên trái, các anh chị sẽ ghi đó là nhu cầu. À, nhu cầu hàng ngày của một người. Hay các anh chị ghi là nhu cầu gạch ngang cái trên ngày. Tức là mỗi ngày cái dinh dưỡng đó người ta cần lượng bao nhiêu, nhu cầu của người đó đó. Rồi, cái ô tiếp theo, anh chị ghi. Vậy thì nguồn cung cấp của cái dinh dưỡng đó là đâu? Tức là ăn cái gì có dinh dưỡng đó trong thực phẩm hàng ngày á. Vậy thì ăn cái gì có nó?
Ăn cái gì có chất đó, nguồn cung cấp. Cái ô thứ ba, cái ô này các chị làm lớn lên là tốt. Đó, in đậm cái ô đó đó. Vai trò của chất đó là gì đối với cơ thể của con người? Chất đó có vai trò gì? Rồi cái ô thứ tư các chị ghi, đó là nguy cơ thiếu hụt. Tức là khi thiếu cái chất đó đó thì cơ thể sẽ có nguy cơ gì? Đó cũng chính là cái dấu hiệu biểu hiện đó. Dựa vào cái đó chúng ta sẽ có thể chẩn đoán sơ bộ về góc độ dinh dưỡng là thiếu hụt cái gì. Kịp không, tới đây kịp không? Nó đơn giản lắm. Chúng sẽ lấy một cái mẫu để làm lớn lên cho các anh chị. Nó dựa trên bốn cái ô này. Hôm trước mình nhớ trong mâm cơm mình liệt kê ra có bao nhiêu chất không? Còn nhớ nhớ mấy chất không? Khoảng 40. Vậy thì các anh chị khoảng 40 tờ giấy A4 là các anh chị xong môn dinh dưỡng. Thấy chưa? Thấy đơn giản hóa lại chưa? Bí kíp 40 tờ. Nói vậy với thêm tờ này nữa là 41. Để phân nhóm. Thêm cái mâm cơm nữa là 42. Để tự mâm cơm phân ra. Thêm cái tờ đầu tiên nữa là tờ thuốc á. Thuốc cần khi người ta bệnh, nhưng bệnh hay hay không bệnh đều cần, bệnh hay khỏe đều cần ăn uống. Ăn uống là dinh dưỡng. Ăn uống là cái chuyện của mình, cái chuyện của mình thì mình cần phải lo. Rồi, vậy là 42 tờ canh lạc các anh chị nắm về dinh dưỡng. Còn nếu các anh chị muốn tốt hơn nữa thì cho ta thêm 2 tờ nữa là 5 tầng bậc dinh dưỡng. Còn các chị muốn tốt hơn nữa, đủ đầy về dinh dưỡng nữa, lấy thêm cái tờ quan niệm số 4. Sức khỏe đến từ nhà bếp là đủ đầy về dinh ở góc độ vật chất lẫn phi vật chất. Rồi, tổng cộng 50 tờ. Dạ. Còn 40 tờ đó là vật chất hóa. 10 tờ kia là định hướng và phi vật chất. Ví dụ, mình sẽ lấy một chất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Ví dụ, lấy một cái đơn giản nha. Những chất còn lại tương tự. Nếu như các anh chị có thể tự tìm được thì các anh chị tự được kê, còn không thì ngày mai cái mình làm 40 tờ. Tự làm hay là Vũ tự làm, hay làm cho Vũ cùng làm với các anh chị? Anh chị về tự làm, Vũ làm mẫu 2-3 chất thôi hay là làm hết? Làm hết. Dạ. Ai làm thì người đó khỏe. Cơm ai ăn thì người đó no, nước ai uống thì người đó không khát, ai thể dục thì người đó khỏe. Rồi thì Vũ làm thì Vũ khỏe. Cảm ơn các anh chị. Rồi khi nhắc về canxi, lấy một chất trong đây, một trong 40 chất, đó chính là khoáng chất canxi. Rồi, câu thứ nhất dẫn dắt vào nội dung nè. Mấy chất khác anh chị làm tương tự nha. Dẫn dắt vào nội dung cho các anh chị thấy đơn giản hóa. Thứ nhất, các anh chị trả lời giúp Vũ nha. Cơ thể chúng ta có canxi hay không? Dẫn dắt vào nội dung nè. Mình có canxi trong cơ thể này không? Cơ thể mình có canxi không? Có. Rồi, câu thứ hai.
Nếu trả lời có rồi, vậy thì mình có bao nhiêu tài sản canxi của mình nè, vậy mình có bao nhiêu canxi trong cơ thể? Có rồi đó, vậy có bao nhiêu? Không biết, chưa biết. Xuống hàng ghi vô. Con người biết rất nhiều thứ trong cuộc đời, chỉ có những cái thuộc về mình là không biết thôi. Con người biết rất nhiều thứ trên cuộc đời, chỉ có những cái thuộc về mình là mình không biết thôi. Nhắc nhớ mình luôn á. Dạ, câu thứ hai. Sở hữu tài nguyên không quý, biết cách khai thác tài nguyên mới quý. Hai đến ba phần trăm trọng lượng cơ thể, đó là canxi. Vị chi một người 100 kg thì tối đa là có 3 kg canxi trong cơ thể, tối đa nha. Gài câu số 3. Vậy thì nó ở đâu trong cơ thể này? Mình biết rồi đó. Vậy nó ở đâu? Chín mươi chín phần trăm sẽ được tập trung ở xương và răng. Nên một người muốn răng chắc khỏe, hạn chế sâu răng thì phải đủ canxi. Bước tiếp theo mới đánh răng đúng cách. Nên canxi rất quan trọng. Muốn cho răng của con mình chắc khỏe, hạn chế sâu răng nhất có thể. Đó. Thì đủ canxi. 1% còn lại nằm ở trong máu. Câu hỏi đặt ra, chỗ nào có máu? Chỗ nào có máu? Cơ thể mình nơi nào có máu? Chỗ nào cũng có máu, đồng nghĩa canxi có khắp mọi nơi. Chỉ có nơi nào không có máu tới thì mới có nguy cơ khả năng là không có. Cho nên là canxi ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Đó. Rồi. Câu thứ tư. Nên ở đâu ha? Đó là ở khắp cơ thể, khắp mọi nơi. Nha. Ở toàn bộ cơ thể này đều có canxi. Câu thứ tư. Câu thứ tư. Cơ thể con người có thể tự tạo ra được canxi không? Mình có thể tự tạo được canxi không? Rồi. Vậy tại sao mình có canxi trong cơ thể? Ừ.
mình có canxi trong cơ thể đó chính là nhờ gì? Thực phẩm đưa vào trong cơ thể, cái cơ thể bắt đầu gì? Cắt nhỏ ra, phân chia ra, chuyển hóa ra. Cắt nhỏ trước nè, cái chuyển hóa nè, trong cái hấp thu nè, trong cái đào thải nè. Và trong đó có cái dự trữ nè. Đó là lộ trình canxi có trong cơ thể đó. Khi thực phẩm đưa vào trong cơ thể của chúng ta thông qua đường ăn uống, quá trình tiêu hóa sẽ được diễn ra bằng cách cắt nhỏ và từ đó nó chuyển hóa cái chất dinh dưỡng. Sau đó nó tổng hợp lại, nó hấp thu canxi trong thực phẩm, rồi dự trữ ở trong xương và đào thải qua thận. Dự trữ trong xương và răng, hấp thu ngay tại ruột non, dự trữ trong xương răng và đào thải qua thận. Vitamin D sẽ hỗ trợ giúp hấp thu tốt hơn. Thiếu canxi là một trong những nguyên nhân dẫn đến tay chân đau mỏi. Còn tay chân đau mỏi chưa chắc là do thiếu canxi. Số ông đi nhậu nhiều cũng đau mỏi tay chân. Cầm bia vô, nó vô đưa tay đi tập thể dục mà tập tay với miệng không mà cho nên mỏi tay. Không phải thiếu canxi. Về bị vợ đánh cũng đau, cũng thiếu tay. Nó không phải thiếu canxi, thiếu đòn. Kịp hen. Câu thứ tư, câu thứ năm. Câu thứ năm, vậy thì canxi nó có vai trò gì trong cơ thể của con người? Canxi có vai trò gì? Cái thứ nhất là chúng ta thấy rồi đó. Cái thứ nhất là chúng ta dễ thấy rồi đó. Đó là vai trò đầu tiên. Đó chính là sẽ hỗ trợ sức khỏe cho xương và răng. Là cái chúng ta dễ thấy nè. Giúp cho xương răng chắc khỏe. Rồi, cái thứ hai là nó hỗ trợ cho hoạt động thần kinh. Truyền thần kinh. Rồi, cụ thể chút, cái chị có thể gói gọn thành một cái từ đơn giản. Đó là gì? Bất kỳ cái gì trong cơ thể của con người động đậy được, nhúc nhích được là có sự tham gia của canxi. Tim có động đậy không? Có. Nên một trong những nguyên nhân làm cho suy giảm nhịp tim, rối loạn, bất ổn của tim có thể là do thiếu hụt canxi. Chứ chưa phải là bị bệnh tim. Dù có một người bạn bị suy tim, nhịp tim thấp nên phải uống thuốc trợ tim suốt nhiều năm. Cái đợt đó là Vũ vừa thi tốt nghiệp xong bên dinh dưỡng á, cái bạn lên chơi cũng gần cái chỗ Vũ thi, cái Vũ nói ra cà phê trước đi, chút xíu ra tới đợi ký tên cái ra.
nộp bài ký tên cái à, thì cái thời điểm đó đó ra gặp bạn mới hỏi giờ còn uống thuốc trợ tim không, ra còn chứ, uống gần 3 năm rồi à, tính ra thì cũng tốn nhiều tiền á, 200-300 triệu gì đó. Rồi cái quá trình đó đó, cái quá trình đó đó, cái Dũng mới nói à, thì giờ nè cũng tốn nhiều tiền rồi mà nó chưa khỏi, nhưng mà sức khỏe của mình cũng được kiểm soát tốt á, nhưng mà quá trình học tập bên dinh dưỡng học á, bác sĩ Hào có nói gì nè, đó là khi mà bất ổn của nhịp tim á, à, bất ổn của nhịp tim á, à, thì một trong những nguyên nhân là liên quan tới dưỡng chất liên quan tới thần kinh, có thể là do thiếu hụt canxi và vitamin nhóm B mà dẫn tới tim bị loạn nhịp, mà phần lớn là suy tim, yếu tim, nhịp tim yếu, nhịp tim thấp. Thì giờ đơn giản điều trị gần 3 năm không khỏi rồi. Nếu mỗi ngày mà thêm tầm khoảng 13-14 ngàn á, mà có khả năng khỏe, mày thử không? Cái bạn Vũ nghe nói, ừ, mỗi ngày nếu 13-14 ngàn á, mà có khả năng khỏi, thử được 13-14 ngàn mỗi ngày chi được. À, cái lúc này Vũ mới hỗ trợ cho bạn một hộp canxi magie và vitamin nhóm B là bi complex á. À, thì đơn giản uống liều cơ bản bi complex tổng hợp các loại B một ngày một viên, canxi magie một ngày khoảng 7 đến 1.000 mg, 700 tới 1.000 mg, cứ uống đều đặn hàng ngày vậy đó. Nhưng Vũ nói với bạn đừng bỏ thuốc nha, cứ duy trì thuốc bình thường phối hợp thêm dinh dưỡng, rồi cứ qua một tháng á cái giảm liều thuốc đi, ví dụ ngày uống 2 viên thì còn viên à, còn nếu ngày uống 1 viên á thì uống còn nửa viên, hoặc là 2 ngày uống 1 viên, cách ngày ra 2 ngày uống 1 lần nếu uống 1 viên à, rồi tới tháng thứ hai á cái tiếp tục giãn ra, tới tháng thứ ba cái giãn ra tiếp, cái tháng thứ tư giãn ra nữa, tháng thứ năm thứ sáu giãn ra nữa à, đến khi mà giãn tầm khoảng 1 tháng mà thấy vẫn bình thường thì có thể bỏ thuốc, theo dõi thử đi. Cái bạn dùng liên tục khoảng 7-8 tháng gì đó à, thì tới giờ báo cáo lại là bỏ thuốc à, mỗi ngày giờ cũng chỉ có 13-14 ngàn, sức khỏe tim mạch tốt tới giờ, gần chục năm nay không cần thuốc nữa. Nên cái trường hợp này là liên quan tới dinh dưỡng, hơn là liên quan tới dinh dưỡng, góc nhìn dinh dưỡng. Các anh chị hình dung được ý Vũ đang nói không ta? Dạ. Yeah. Rồi, ruột của mình có động không? Có. Nên một trong những nguyên nhân bị bón đó là thiếu hụt canxi. Còn nhớ hôm trước bón không? Tại sao bổ sung canxi? Còn nhớ liên quan tới nhu động không? Đó là lý do. Trời, phụ nữ dễ thấy nè. Đau bụng kinh. Tưởng tượng đây là cái tay. Cái tay này là tử cung. Cái tới kinh kỳ cái siết lại, tử cung co lại để đẩy cái máu kinh ra. Hình dung cái này không ạ? À? Siết siết đẩy máu kinh ra. Nhưng thiếu hụt canxi cho nên tử cung nó siết hoài nó không nhả, cái làm đau tới kinh kỳ cái đau. Nặng hơn nó siết hoài cái đau ra liên sườn, đau ra tới sau lưng luôn. Bởi vì tử cung là cái hệ thống cơ trơn nó hoạt động riêng lẻ. Thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân dẫn tới đau bụng kinh. Nên trong cái quá trình này nếu nguyên nhân liên quan tới dinh dưỡng thì chỉ cần bổ sung canxi thôi đó, là đã giảm được cơn đau bụng kinh. Ai khéo léo một chút thì thêm vitamin E nữa, thì canxi và vitamin E phối hợp có thể giảm được khoảng 38% cơn đau bụng kinh. Và nếu nguyên nhân của nó liên quan tới dinh dưỡng thì duy trì ít nhất cũng 3 chu kỳ kinh là có thể kiểm soát luôn tới kinh kỳ vui vẻ bình thường không có đau đớn. Dạ. Liên quan tới canxi. Rồi. Dân gian thường hay nói đó là gì? Giật con mắt nè. Giật con mắt bên trái người ta nói xui. Giật con mắt bên phải người ta nói hên. Nhưng với yếu tố dinh dưỡng học, giật con nào cũng xui, thiếu canxi nó mới giật. Cho nên cẩn trọng. Một cái liếc mắt đưa tình, một cái đá lông nheo đã hao hụt canxi trong cơ thể. Chứ đâu có giỡn. Nên cẩn thận. À, thiếu canxi tỏ tình không được, đá lông nheo nó không nhảy. Chứ đâu có giỡn trời.
nên bị rung tay rung chân, đó là một biểu hiện của thiếu hụt canxi, và còn rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. À, rất nhiều những cái yếu tố khác nó liên quan tới dẫn truyền thần kinh. Khi chúng ta đụng vô cái vật gì đó nóng, cái đưa vô nóng thì giật lại, thì lúc này vừa chạm vô cái nóng đó, cái xúc giác nó báo hiệu nóng, nó báo hiệu về não bộ, nó nói nóng kìa. Cái lúc này thần kinh nó tác động lên dẫn truyền tới cơ, làm cho cơ co lại nên giật lại khi bị nóng. Một người nào đó bị phỏng, tại sao đưa cái ngón tay vô nước nước lạnh á, đưa vô nước thì nó không bị phồng rộp, còn không đưa vô nước thì lại dễ bị phồng rộp. Rất là đơn giản, khi bị phỏng một cái chỗ này nó bị phỏng, nó bị nóng lên thì cơ thể báo hiệu nó bị phỏng rồi, bị nóng rồi, phải làm dịu nó lại. Thì ngay giây phút này yếu tố thần kinh sẽ điều nước về cái chỗ này, cho nên nó phồng rộp lên để làm cho cái nóng nó giảm lại, nên cái phỏng nó sẽ giảm bớt đi, nên chỗ đó nó bị phồng rộp. Nhưng lúc này vừa nóng một cái mình đẩy cái ngón tay xuống cái nước, cái thần kinh nó phát hiện ô mát rồi, ô mát rồi đưa nước về làm chi, nên không đưa nước xuống nữa, cho nên bị phỏng thọt vô nước thì không có bị phồng rộp. Thì cái quá trình đó có sự tham gia của canxi. Hiểu ý này không ta? Các anh chị kịp ý này không ta? Dạ. Ở nhà đó ai đó có con nhỏ, à, ai đó có con nhỏ, cái mình kêu nó lấy giùm cha ly nước đi con, lấy giùm cha ly nước đi con, lấy giùm cha ly nước đi con, lấy giùm ly nước đi con. Mình nói hoài, nói hoài, nó không làm. Cái khoảng chừng 1, 2, 3 phút sau, nó mới đem nước lại cho mình. Thì lúc này các anh chị hình dung, hả? Khoan hãy vội kết luận là con có vấn đề về thần kinh. Khoan hãy kết luận là con bị chậm phát triển. Mà có thể một trong những nguyên nhân đó là do thiếu hụt canxi, mà tín hiệu đường truyền nó bị lắc nặng, nó bị giảm đi. Như chúng ta đều biết, thông tin trong cơ thể nó truyền đơn giản theo yếu tố thần kinh. Đó là nó sẽ truyền qua cái synapse thần kinh, cái đầu mút thần kinh, trong chuyên môn gọi là synapse. Nó truyền nhau rồi nè, đủ canxi cái nhanh như nè, nhanh như nhanh như nè. Như thiếu canxi có nó gì nè, đơn giản hơn, đó là chủ Vũ chụp một cái tấm hình, cái Vũ gửi cho các anh chị, Vũ send qua Zalo cho các anh chị. Lúc này đầu tháng còn 4G, vừa send cái tấm hình đó tới, như xui cái lúc này vừa chụp hình gửi cho các anh chị, cái cuối tháng hết 3G tốc độ cao, nó còn lại 2G, nên gửi hoài nó không qua. Thì thiếu canxi nó giống như còn 2G, đủ canxi nó giống như 4G. Nên khi mình kêu con cái gì đó, cái nó chậm phản ứng là bởi vì tín hiệu đường truyền về não bộ nó chậm, nên phân tích chậm, chứ không phải là con bị chậm phát triển. Thì với một số trường hợp này, chỉ cần cung cấp đủ đầy canxi thôi là con đã có thể cải thiện. Hình dung cái này không? Canxi đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người. Ở quê, à, thì nếu thiếu hụt canxi, các anh chị sẽ nhận thấy đơn giản. Đó là gì? À, đó là gì? Ở trẻ em á, thì một trong những cái dấu hiệu đó là khóc đêm, tè dầm. Dễ thấy hơn nữa là bị gì? Gọi là tóc vành khăn, hay còn gọi là chiếu liếm hay bò liếm. Tức là tóc sẽ bị lởm chởm, nó mất tóc đi ở một cái đoạn nào đó trên cái đầu. Mà dưới quê gọi là chiếu liếm hay bò liếm, hay gọi là tóc vành khăn. À, rồi lâu dần lên nếu có bất ổn cái đó thì các anh chị sẽ thấy dễ thấy hơn nữa là gì? Đó là cái tay á với cái chân, lâu lâu cái thịt nó giật bò bạc bò bạc bò bạc nó giật thịt á, nó giật thịt á. À, là nếu có biểu hiện đó liên quan tới dinh dưỡng thì có thể đã thiếu hụt canxi hơi nặng. Rồi lâu lâu cái gì, đau nhức xương đó, đau nhức xương, đau nhức khớp ở vùng khớp, vùng xương. À, gài dễ bị ớn lạnh. Phụ nữ sao xanh á, cái bị thiếu hụt đi cái canxi và thiếu hụt sắt, cho nên sao xanh không dễ ớn lạnh, phải nằm ná, nằm giường đá, nằm than này kia đó cho ấm dần lên. Nó quyết định, nó hỗ trợ tín hiệu thần kinh và hỗ trợ phần thân nhiệt. Rồi thiếu hụt lâu dần, cảm giác nặng hơn của thiếu hụt canxi là gì? Ngủ cái hết hồn, cái giống như té núi té giường vậy đó, giống như ai đạp mình như đó. À, giống như ai đạp cái lọt giường giật mình cái thức vậy, mồ hôi mồ kê nó chảy đầm đìa hết đó, đổ mồ hôi trộm mồ hôi đầu, dần dần và dần dần. Đó là những dấu hiệu của nguy cơ thiếu hụt canxi.
và vai trò đặc biệt của canxi đối với sức khỏe của con người. Nên khi có đủ canxi thì cơ thể con người có thể ngăn ngừa được hơn 147 loại bệnh. Kịp ý này không ạ? Dạ. Tối nếu đi ngủ sau 10 giờ bị mỏi cơ chân, có phải do thiếu canxi không? Chưa khẳng định. Nhưng thiếu canxi là một trong những nguyên do. Có thể rằng nguyên một ngày làm việc, cái mình không có thư giãn cơ thể, cái tối đi ngủ thì chân nó mỏi là bình thường. Đặc biệt là những người đứng nhiều, ngồi nhiều. Nên buổi tối về vừa nằm xuống, không phải sau 10 giờ mà giờ nào nằm là chân nó mỏi. Hình dung cái này không? Nên khoan hãy vội kết luận là thiếu hụt canxi. Dạ. Đó. Mà là thiếu hụt canxi là một trong những dấu hiệu liên quan tới tóc tai chân mày. Đó. Thì tóc xoăn nó không liên quan tới canxi, mà tóc xoăn hay thẳng nó liên quan tới di truyền nhiều hơn. Còn liên quan tới canxi là gì? Thiếu canxi trong thai kỳ là chân mày nó không có mọc, chân mày nhợt nhạt, chân mày nó nhợt, thậm chí không có chân mày. Nhưng nhớ sau khi ra đời không có chân mày, uống canxi vô điều độ, chân mày nó cũng không mọc lại, nó không có chiều ngược lại nghe. Dạ. Các anh chị hình dung cái này không? Nắm kịp, nắm kịp không? Rồi, canxi còn hỗ trợ một vai trò cực kỳ quan trọng. Đó chính là nó hỗ trợ đông máu. Hỗ trợ đông máu. Cho nên, một trong những cái nguyên nhân mà làm cho ai đó bị bệnh máu loãng á, là thiếu hụt canxi. Tại ngoài canxi ra thì còn vitamin K nữa. Dạ. Rồi, tới đây kịp hen. Rồi, quá nhiều vai trò. Thì câu hỏi tiếp theo. Vậy mỗi ngày tôi cần nhiêu? Cái số 6. Nhu cầu. Vậy thì mỗi ngày cần nhiêu? Với quá nhiều vai trò như vậy, cứ động động là có sự tham gia của canxi, cứ máu nó chạy là liên quan tới canxi, thần kinh là liên quan tới canxi. À, bắt đầu mới thấy là canxi cần nhiều chưa? Con người rất cần canxi đúng chưa? Anh chị bắt đầu thấy canxi nó quan trọng chưa? Quan trọng dữ chưa? Quá quan trọng. Ừ. Vậy thì canxi nhu cầu sẽ theo độ tuổi. Ví dụ dưới 3 tuổi thường người ta không có bổ sung canxi. Mà dưới 3 tuổi thường người ta chỉ cho bú sữa mẹ và bổ sung một số cái lượng sữa hỗ trợ là chính. Dạ. Anh Trúc hỏi gì anh Trúc? Dạ sao anh? Anh nghe được tiếng em chưa? Rồi được đó, em mở mic cho anh rồi đó. Dạ. Alo, thầy nghe được em tiếng em không? Dạ nghe rõ đó anh, có liên quan tới nội Dạ dung vâng. này không? Dạ có, em muốn xin cảm ơn thầy vì đã chia cho em cái đặt nghi vấn. Cái phần này là hồi nãy thầy có nói về vấn đề là truyền dẫn thần kinh đó. Dạ. Thì em muốn hỏi vấn đề truyền dẫn thần kinh như vậy thì trong trường hợp của em thì tế bào thần kinh của em đang bị giãn và cách xa nhau thì canxi của mình có thể giúp mình gọi là truyền tải dữ liệu giữa hai dây thần kinh tốt hơn được không ạ? Tại hiện giờ dây thần kinh tự giác của em đang bị giãn. Dạ. Cảm ơn anh đã đặt nghi vấn. Về mặt lý thuyết là có khả năng. Nhưng nếu chỉ canxi không á thì nó chưa hiệu quả cao. Mà nếu đủ đầy cái đó thì anh phải phối hợp thêm, đó chính là một số dưỡng chất liên quan tới thần kinh nữa, chứ không phải chỉ canxi. Bởi vì ngoài canxi ra nó còn một số dưỡng chất khác nữa. Nó còn liên quan tới vitamin nhóm B nè. Nó còn liên quan tới omega 3 Dạ, nè. Nên cơ bản nhắc tới thần kinh là người ta nhớ tới ba cái. Đó là canxi, vitamin nhóm B và omega 3. Đúng dạ. là ba cái. Rồi. Rồi, nó là nguyên liệu. Nhưng cái quan trọng là nó tới được cái thần kinh đó không? Về nguyên tắc của y học Tây y thì tế bào thần kinh người ta kết luận là nó không có. Nó không tạo được nữa. Của Tây y á. Dạ. Hình dung được không? Cho nên nếu hệ quy Dạ. chiếu của mình ở Tây y là xong rồi đó. Tính tới hiện Đúng tại, rồi.
bên không đây giải sẽ có pháp. nhiều em đúng rồi. Dạ, nếu tính tới đây là xong rồi đó, ta không làm gì thêm nữa, tại ta nói là hết rồi, tới hiện tại là chưa có tạo được cái đó, cho nên là anh làm gì cũng thua nếu tính tại đây. Còn tương lai thì chúng ta hoàn toàn có hy vọng. Rồi, mở rộng cái góc nhìn thêm của Đông y, thì anh coi tới cơ sở Đông y coi người ta có châm cứu massage gì thêm không, kích điện này kia thì có tái tạo này không, phối hợp cùng với việc là mình hỗ trợ thêm cho cái dưỡng chất. Ngoài ra thì yếu tố của thần kinh đó, đó trong y học của Đông y thì mình phối trộn thêm, mình dưỡng thêm tâm với can, Tâm với can, tâm can là gan với tim, tim với gan, bổ trợ thêm hai cái đó. Chiều sâu thì dưỡng thêm thận. gan tim thận. Dạ, thận nó sinh tinh, tinh nó sinh tủy. À, thì từ tủy đó nó có thể tái tạo ra cái hệ thống thần kinh, nếu là thần kinh cột sống. Còn kinh mắt của anh là thần kinh, nếu ngay con mắt á, nó là thần kinh số Đúng 5, thần kinh sọ. 12 đôi dây thần kinh sọ liên quan tới con mắt là thần kinh số 5 và số 7, nhưng phần lớn nằm ở số 5. À, dạ, thần kinh tam thoa chạy ra đó. Dạ, thì cái đó thì có thể châm cứu phối hợp thêm coi như thế nào. Nó sẽ có hy vọng thêm cho anh. Và tuyệt đối đừng để cơ thể lạnh, đặc biệt là vùng đầu. Đừng tắm đêm à nữa. À, đừng có tắm đêm nữa. Em nói hơi nhanh đúng không? Dạ được, em nắm được rồi thầy. À, dạ. Rồi, đó là biểu Rồi hiện bây đó. giờ Dạ, cảm ơn anh. Nó phối hợp thêm cái đó thì có hy vọng. Chứ không dám chắc nha, nhưng lý thuyết nó là vậy đó. Chị Dạ hay rồi ạ. Thank dạ you. dạ cảm ơn anh Biết Trúc. ơn thầy. Dạ, biết ơn anh. Dạ, rồi về góc nhìn của dinh dưỡng á, thì câu hỏi của chị Hoa đó là đổ mồ hôi tay chân có thể do thiếu canxi không đó. Về góc độ dinh dưỡng á, thì đổ mồ hôi tay chân là một trong những dấu hiệu thiếu canxi và vitamin nhóm B. Còn nếu yếu tố của dân gian thì là do thân nhiệt có vấn đề, liên quan tới thân nhiệt và tâm lý, sợ quá, lo lắng quá, à, nó cũng ra mồ hôi nhiều, hồi hộp, lo âu, sợ hãi. Rồi thân nhiệt có vấn đề, bị rối loạn thân nhiệt, thường là bị hèn ở bên trong, bị lạnh ở bên trong. Còn nếu liên quan tới đông y thì người ta sẽ rà thoát thêm cái trái tim, bởi vì mồ hôi là tân dịch của tim. À, nhưng phong thấp, đổ mồ hôi tay chân y học đông y còn gọi là phong thấp, mà phong á, là thuộc một trong ngũ khí thì nó lại liên quan tới tạng can, mà thấp á, nó cũng thuộc một trong ngũ khí liên quan tới tạng tỳ. Chỉ thì với y học của đông y á, thì người ta sẽ coi là tâm can tỳ, nhưng mà khí huyết nó lưu thông được, đặc biệt là khí thì nó mới cải thiện cái đó, nên người ta bổ trợ thêm phế về tâm can tỳ phế, mà phần lớn nằm ở tỳ là chính, tỳ thấp là chính, nó hỗ trợ được cái đó. Nên thường người ta sẽ hỗ trợ đông y là phong tê thấp. Còn nếu là y học của đông của tây y thì người ta sẽ coi, người ta cắt cái hạch của cái tuyến mồ hôi á, bị ra cái chỗ nào cắt cái đó là không ra nữa, thì giải quyết triệt để cái đó, nhưng nó không hết. Tại vì giống như con suối đó, nó các anh chị đào con kênh, các anh chị chặn đầu nguồn thì nó nước đâu ra nữa thôi. Hình dung cái này không ạ? À? Nên giải pháp đó sẽ không còn ra mồ hôi nữa. Nhưng nếu về mặt sức khỏe để lâu dần như vậy nó không tốt. Tại vì mồ hôi là một trong những cái cơ chế bài tiết của cơ thể. Nên khi cắt cái hạch đó rồi thì nó có thể sẽ liên quan tới một vài cái bất ổn của da, của cái vùng liên quan, cái nơi bị cắt. Dạ, thì phần lớn là mình sẽ thấy là nó hơi sậm màu hơn so với những nơi mà có còn được mồ hôi thông suốt. Dạ. Rồi. Còn nhiều hơn nữa là do cái thấp nhập tim, đó, lạnh tim. Đó, thấp nhập vô tim mà làm cho ra mồ hôi tay chân. Đó là góc nhìn của y học Đông y. Nên nhẹ nhất trong cái vấn đề mà đổ mồ hôi tay chân á là may mắn cuộc đời của ai đó là do thiếu hụt dinh dưỡng. Uống canxi với B đơn giản khoảng chừng 15 20 ngày hết trơn. Rồi duy trì nó hoài luôn, nó không bị nữa. Là cái góc nhìn nhẹ nhất. Dạ, đơn giản nhất. Chiều sâu là phải coi tâm can tỳ chứ phế. Dạ, chủ yếu là tỳ với tâm. Ừ.
cơ bản là canxi với vitamin nhóm B. Còn nếu bị nhiều nữa thì có thể thêm omega 3, dưỡng kèm thêm chức năng gan, thêm số dưỡng chất cho phổi, ví dụ như là kẽm nè, đồng nè, selen nè, ví dụ như vậy. Rồi, nhu cầu thì với trẻ nhỏ như mình vừa nói thì thường người ta sẽ cho bú sữa mẹ là chính, hoặc ta cho bổ sung thêm các loại sữa mà trong đó nó có bổ trợ thêm canxi. Rồi, từ 4 đến 6 tuổi thì nhu cầu là khoảng 200 mg trên ngày. 4 đến 6 tuổi. Chính xác là 4 đến dưới 6 tuổi. Rồi, từ 6 tuổi đến dưới 13 tuổi, tức là 6 đến 12 tuổi, là khoảng 300 đến 400 mg trên ngày. Tối đa là 600. Từ 13 tuổi trở lên là 700 cho đến 1.000 mg. Đó là con số cũ. Con số mới giờ là 1.000 tới 1.200. Rồi, cái số 7. Vậy thì nguồn cung cấp ăn cái gì có canxi? Ăn gì có canxi? Đầu tiên là các loại rau củ quả tươi đều có canxi. Rau màu xanh nhiều, càng đậm thì gần như canxi nhiều hơn. Nên ta có thể nói vắn tắt là rau đó, màu càng xanh đậm thì càng nhiều canxi. Đó là canxi. Thứ hai trong các loại hạt. Rồi. Tiếp theo đó là hải sản. Hải sản có nhiều canxi. Hải sản có nhiều canxi. Rồi, nếu ăn một loài các loại cá non. Cá non ăn luôn xương á. Ví dụ như quê mình thì có cá lòng tong, cá cơm, cá linh non, cá thiểu. Dạ. Rồi, nếu hải sản hay gì đó thì các dùng chung từ là ăn các loài giáp xác. Là tôm, cua, sò, ốc, hến, nghêu. Đó thì các loại đó sẽ có nhiều canxi. Rồi, các loại sữa. Các loại sữa bây giờ thì các chị thấy gần như nó đều đã tích hợp ở trong tích hợp canxi vào hết rồi. Ngay cả cái hộp sữa tươi của bé thôi nó đã có rồi. Rồi quảng cáo là gấp đôi canxi để làm gì? À, và sữa đậu nành pha mi. Dạ. Em không phải quảng cáo cho nó nghe. Dạ. Để biết là gì, gần như trong các sữa bây giờ đều có tích hợp hết. À, bởi vì ai cũng biết canxi nó quan trọng rồi, nhưng quan trọng nguồn nào mà thôi. Rồi, cái tiếp theo đó là thực phẩm bổ sung canxi. Đó, các nguồn nguyên liệu đó, các nguồn cung cấp canxi đó. Dạ, nó canxi đơn giản. À, rồi, nói chung canxi là một trong những khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của con người. Nghi vấn về canxi, có hai nghi vấn trên khung chat rất hay.
Thứ nhất, người trưởng thành cũng nên bổ sung dinh dưỡng canxi hàng ngày phải không thầy? Câu trả lời, không phải người trưởng thành mới nên bổ sung canxi hàng ngày, mà mọi lứa tuổi tùy vào cái thói quen ăn uống hàng ngày coi có cung cấp đủ nguồn cung cấp canxi hay không. Nếu như trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của chính họ, đặc biệt là thói quen ăn uống, không có cung cấp những loại thực phẩm có nguồn cung cấp canxi, thì những đối tượng đó cần bổ sung canxi hàng ngày. Thứ hai là họ có cung cấp nguồn cung cấp thực phẩm giàu canxi nhưng không đủ theo nhu cầu, thì những đối tượng đó cần bổ sung thêm canxi hàng ngày, chứ không phải là độ tuổi nào mà là thói quen. Dạ. À, động vật giáp xác không phải bò xác nha. Dạ. Giáp xác chứ không phải bò xác. Dạ. Rồi, đó là nghi vấn thứ nhất. Nên chỗ đó điều chỉnh lại nghe chị nữ Trần. Dạ, không phải người trưởng thành mới cần bổ sung nha, mà là coi lại lối sống và thói quen của cái người đó đó, của bất kỳ độ tuổi nào, ngay cả trẻ nhỏ. Ngay cả trẻ nhỏ, nếu trong bữa ăn hàng ngày mà không có đủ cái nguồn cung cấp thì vẫn phải bổ sung canxi cho trẻ nhỏ. Đó là lý do tại sao nó vẫn có canxi cho bé mà. Vẫn có canxi cho bé, thường là tích hợp là thành cái dạng kẹo á. À, thành các dạng kẹo cho trẻ ăn, bổ sung canxi trong kẹo. Trẻ em 2 tuổi trở lên là có thể uống canxi hàng ngày rồi. Bởi vì các dạng viên mà bổ sung thực phẩm canxi là dạng viên nhai, cho nên 2 tuổi là đủ răng đã có thể nhai được. Dạ. Rồi, đó là nghi vấn thứ nhất. Nghi vấn thứ hai trong khung chat. Vậy mình có bị dư canxi không? Hoàn toàn có khả năng dư canxi. Tỷ lệ dư canxi là rất ít. Hiện tại dân số người Việt hơn 86% là thiếu hụt canxi. Trước năm 2018 thì báo cáo của y tế đó là Việt Nam khoảng 96% thiếu hụt canxi. Nhưng qua quá trình vận động và truyền thông về dinh dưỡng thì sau năm 2018 cái tỷ lệ đó đã giảm xuống ở cái hàng 8. Nên người dư canxi hiện tại ít hơn là người thừa, người thiếu canxi. Dạ. Rồi. Và như hôm qua mình có nói, không phải là canxi không, mà mọi chất trong cơ thể nếu có dư thì đều có ảnh hưởng. Nên cái chúng ta cần là cần theo nhu cầu và cân bằng. Nhưng tính tới hiện tại thì phần lớn là thiếu hụt. Dạ. Làm sao để biết dư canxi? Đi xét nghiệm. Để canxi được hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể thì cần xúc tác gì? Bỏ chữ hoàn toàn đi. Tại vì không thể nào hấp thu hoàn toàn. Mà rất là gì? Đó là để canxi hấp thu tốt nhất vào trong cơ thể thì cần chất xúc tác gì? Cần có những chất nào hỗ trợ thì có. À, chứ không có hấp thu hoàn toàn được. À, bởi ngay cái quá trình đưa vào chuyển hóa thì nó đã bị hao hụt rồi. Nên chỉ có thể là hấp thu tốt nhất hoặc là hấp thu tối đa. Đó, thì thứ nhất đó là vitamin D3. Thứ hai là vitamin C. Thứ ba là magie. Và thứ tư đó là vitamin K2. Bốn cái chất này sẽ hỗ trợ hấp thu canxi tốt nhất vào trong cơ thể. Nếu có đủ đầy bốn chất này thì canxi, đó, canxi có thể hấp thu tới con số 92%. Dạ.
Đó. Làm thế nào để biết một ngày mình ăn bao nhiêu miligam canxi? Đó, câu hỏi rất hay. Và bởi vì không thể xác định được chính xác, cho nên dinh dưỡng bổ sung là một trong những cái người ta chọn lựa đơn giản nhất. À, bình quân là 100 mg, 100 gram thực phẩm từ những loại mình vừa liệt kê lúc nãy đó. Những loại mình liệt kê lúc nãy đó. À, nói lại canxi hả? Nghe lại đi chị, nó tốt hơn. Dạ. Mở ghi âm nghe lại đoạn này nó sẽ tốt hơn là em nói là canxi cho mình chị nghe. Dạ. Ổn ha. Trong các yếu tố liên quan để hỗ trợ đó thì thường là ở xứ lạnh á thì người ta sẽ tích hợp đó là canxi D3. Những cái quốc gia mà thiếu ánh nắng mặt trời á thì thường người ta sẽ kết hợp đó là D3. Hả? Rồi ở các nước nhiệt đới thì thường người ta sẽ tích hợp là canxi magie. Và tỷ lệ mà canxi magie hấp thu tốt nhất á đó là nó khoảng 21, tỷ lệ 21, tức là hai canxi một magie là hấp thu tối ưu. Dạ. Các chị cứ tính bình quân đơn giản nè, những cái loại thực phẩm mình liệt kê lúc nãy á, các loại rau xanh nè, rồi sữa nè, phô mai rồi kia, rồi hải sản nè, các động vật giáp xác nè, thì người ta ước lượng á, ước lượng bình quân nếu đó là thực phẩm tốt á, thì 100 gram nó cung cấp tối đa khoảng 150 mg canxi. À, ước lượng á, là cứ 100 gram thực phẩm nãy giờ mình nói á, những cái nguồn cung cấp canxi á, thì nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 150 mg canxi. Rồi. Và tới giờ tại sao mà người ta vẫn cần phải bổ sung? Em chị bắt đầu lấy là cái tờ thứ 56. Tầng bậc của dinh dưỡng á, các anh chị coi lại màn hình. Cái số 1. Các chị biết tại sao ta không ước lượng được thực phẩm vi lượng mà trong cơ thể không? Nó còn phụ thuộc vô gì? Nó còn phụ thuộc vô gì? Thói quen. Thói quen. Thứ nhất là thói quen đi mua nè. Là thực phẩm nó có còn tươi không? Nó còn tốt không? Thì lượng canxi đã hao hụt nè. Thứ hai là thói quen chế biến nè. Cái cách chế biến và cái thói quen ăn nữa nè. Còn nhớ ăn nước ăn cái không? Nó cũng là 100 gram rau. Nó có thể cung cấp 150 mg canxi, nhưng luộc xong chỉ quất rau không rồi xong phin. Nó đâu có còn là 150 nữa. À, đó là lý do tại sao mà dinh dưỡng bổ sung ra đời. Tại vì nó được cái là nó có hàm lượng sẵn. Hiểu ý này không ta? Rồi, rau mình nói rau tốt, nói thiệt rau bán ngoài chợ, rau tự trồng trên cái nguồn đất nào thì cái lượng canxi nó đã khác. Chứ đâu có phải cứ 100 gram rau là nó cung cấp 150 mg canxi đâu. Người ta ước lượng bình quân mà. Đó chính là lý do tại sao về vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể, nếu chỉ tính thông qua ăn uống đời thường thôi, thì ở mức tương đối chứ không bao giờ chính xác nổi. Mà dù cho cái lượng đó mình tính được chính xác chiết xuất ra luôn, nhưng đi vào trong cơ thể của mỗi người, nó lại là một câu trả lời khác ạ. À. Hiểu ý này không ta? Các anh chị hình dung cái câu Vũ vừa nói không?
Dù là tính chính xác được luôn cái hàm lượng dinh dưỡng thực phẩm, nhưng đưa vào cơ thể của mỗi người là khác nhau. Nói cái giới tính nó khác thôi, là vô canxi, canxi hấp thu đó khác nhau rồi. Ăn buổi sáng buổi chiều là canxi đã khác nhau rồi. Hình dung ý này không ta? Mức độ hấp thu khác nhau đó, nên nó có rất nhiều yếu tố khách quan mà dẫn tới người ta không thể tính được. Trên thông số khoa học lý tưởng thì người ta tính vậy thôi, nhưng mà đi vào cơ thể của mỗi người, nói thật tới bây giờ tính không được. Anh chị hình dung được cái câu mình vừa nói ta? À, rồi cho nên cái cuối cùng người ta chỉ dùng có một từ thôi, tùy cơ địa. Người ta dùng có một câu đó là tùy cơ địa. Nên là cái câu đó tính tới hiện tại trong y học, câu đó là cái câu giả mang nhất mà cái câu nó chính xác nhất, không cãi được. Tùy cơ địa. Gì mà đưa vô nó có vấn đề đó, ta nói một câu tùy cơ địa. Dạ đó, dùng dạng viên và dạng nước khi nào thầy ơi? Con nít thì thường ta cho dạng nước cho con không nhai được. Dạ, còn khi có răng thường ta dùng dạng viên, nhưng dạng nước hay dạng viên thì cái trọng điểm nhất là nó hấp thu dự trữ ở mức độ nào. Dạ, rồi cái quan trọng là nguồn gốc tạo ra viên canxi đó, nó là thuốc canxi thì phải theo chỉ định, không được phép uống hoài, nó phải có thời gian và theo chỉ định của y bác sĩ. Còn nếu đó là thực phẩm canxi được chiết xuất từ trái cây, rau, củ quả thì ăn hàng ngày bình thường theo hàm lượng khuyến nghị, tại nó là thực phẩm. Dạ. Canxi hữu cơ tốt hơn canxi vô cơ, bản chất nó cũng là canxi. Về đặc tính lâu dài hấp thu này kia an toàn hơn thì canxi hữu cơ an toàn hơn. Sinh sản thì canxi vô cơ nó dễ dẫn tới sạn hơn. Canxi có ảnh hưởng tới dạ dày không? Tùy hãng và tùy cái chất tích hợp ở trong canxi. Còn bản chất của canxi nó đúng chuẩn của nó thì vào nó hỗ trợ cho dạ dày, chứ nó không có làm hại dạ dày. Tùy công nghệ nữa. Nên cứ không phải canxi là giống nhau, rồi cứ không phải canxi hữu cơ là giống nhau. À, giống như hôm trước mình lấy một cái ví dụ đơn giản để cả nhà hình dung đó, cũng là cá lóc, nhưng mà cá lóc đồng, cá lóc nuôi là khác, cùng một giống cá nhưng mà con nuôi con thả rong là khác. Dạ rồi, nắm kịp ý này ha. Rồi sau khi mình làm được cái này xong rồi, dẫn dắt vào chủ đề đó, các anh chị chốt lại, nó chỉ có bốn ô rồi thôi, liên quan tới canxi. Đó. Uống chung với sắt bình thường. Nó chỉ có khác là trong dãy tuần hoàn hoạt động hóa học á, thì canxi đứng trước sắt. Nên giống như xếp hàng vậy đó, thằng nào tới trước phục vụ trước rồi tới thằng sau. Cho nên nếu uống cùng lúc canxi và sắt thì nó sẽ ưu tiên hấp thu canxi xong mới tới sắt, chứ phục vụ mà. Dạ. Các loại thực phẩm chức năng nguồn gốc từ tự nhiên thì cơ thể hấp thu giống nhau không? Dạ không. À, nguồn gốc là tự nhiên nhưng còn công nghệ. Dạ, nó còn công nghệ nữa. Còn uống dinh dưỡng lâu dài có ảnh hưởng tới chức năng gan không? Không trả lời được, tại vì không biết cái người đó uống kiểu gì. Nếu họ uống đúng hàm lượng khuyến nghị
uống đều uống đúng thì tốt cho sức khỏe, còn uống lạm dụng, uống không đúng, uống liều cao, thời gian lâu dài thì hiển nhiên nó có hại. Uống canxi vào buổi tối được không? Dạ uống buổi nào cũng được. Còn hỏi uống trị cái gì, hết cái gì hay không buổi tối thì mới hiểu được, mới nói được. Tại canxi thực phẩm á, thì tối hay sáng thì nó là thức ăn mà ăn thôi. Dạ. Nhưng cái gì nó đưa ra cái dạng có liều lượng rồi thì nhớ đúng đủ đều. Dinh dưỡng cái quan trọng là đều chứ không phải nhiều. Giống như cơm là phải ăn đều đặn hàng ngày, chứ không phải 3 ngày dùng một để ăn. Ngày nào ăn thì ngày đó no, canxi cũng tương tự. Bởi vì mỗi ngày nó đều hao hụt. Mỗi ngày nó hao đi khoảng 1 gram, 1.000 mg đó. Mà cơ thể mình có khoảng 3 kg với người 100 kg. Mỗi ngày mất đi 1 gram. Một năm mất hơn 365 gram. 3 năm mất khoảng 1 kg canxi nếu không bổ sung. May mắn một điều là thức ăn hàng ngày chúng ta có canxi, nhưng nó không đủ. Đó. Nên dư hay thiếu đều có thể dẫn tới bất ổn. Trường hợp ăn kiêng tinh bột, đó là trong một cái quá trình người ta đang cần hỗ trợ thêm một cái nhu cầu nào đó của họ. Nó giống như cái mục tiêu mà hôm qua mình nói, cái số 5 á, đó là dinh dưỡng định hướng sức khỏe theo mong muốn. Thì cái trường hợp những người kiêng tinh bột này có thể họ đang ứng dụng theo cái lộ trình kiểm soát cân nặng của một cái giải pháp nó gọi là low carb. SCAD đó là chữ viết tắt của carbohydrate đó, là đường đó. Ăn chế độ ít đường. Nhưng mà không thể ăn lâu dài được nha, ăn hoài là bất ổn à. Ăn trong giai đoạn thôi, để kia điều chỉnh lại cái hình thể. Còn nếu tiếp tục lâu dài thì có thể bất ổn. Viên vitamin tổng hợp có tiện lợi hơn từng loại phải không? Đúng là có tiện lợi hơn, nhưng hiệu quả không bằng từng loại. Tại vì nó là tổng quát tổng thể, còn mấy ông kia là chi tiết. Nếu cơ thể đang thiếu canxi thì cần thêm năng lượng, cần cần nâng thêm lượng canxi nạp vào hàng ngày hay không? Đó. Thiếu là thiếu bao nhiêu? Với những cái này thì nó gọi là bổ sung, chứ không có cần nâng thêm, mà là bổ sung theo nhu cầu. Nâng thêm với trường hợp là đang có dấu hiệu bất ổn bệnh lý thì lúc đó người chuyên môn sẽ khuyến nghị là nâng thêm bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Con 10 tuổi nhưng không linh hoạt là thiếu canxi phải không? Không biết. Nhưng thiếu canxi có thể là một trong những nguyên nhân. Tại vì con kém linh hoạt nó còn liên quan tới giao tiếp nữa, chứ nó không phải liên quan tới canxi. Hàng ngày mà cho con coi máy suốt luôn không có tương tác thì nó thiếu linh hoạt là chuyện bình thường. Không cho con vận động thì thiếu linh hoạt là bình thường. Đâu phải thiếu hụt gì đâu. Nó liên quan tới yếu tố gì? À, lối sống. Nó liên quan tới yếu tố sinh hoạt, thói quen. Dạ. Con mời chú Tuấn. Thấy chú chia tay nè. Dạ. Đang liền mạch nên con không chưa mời. Dạ, dạ thầy nghe được không ạ? Dạ, nghe được đấy chú. Dạ, như thầy có nói là vấn đề mình ăn cá mà cá nhỏ ăn luôn xương thì nó có bổ sung cung cấp canxi. Như vậy thì nếu mình ăn cá lớn cái này để mà mình hầm cho nó mềm xương, hoặc là những cái người trẻ sơ sinh hoặc là người già người ta hay là hầm xương gia súc gia cầm á để cho ăn, thì cái đó là cái dạng đó có thể bổ sung canxi tốt không thầy ạ? À? Mình Dạ ăn đó luôn là một xương cá lớn dạ, đó là một để dạng. hầm. Dạ, người ta chỉ lo lắng cái trường hợp là do nuôi á, nuôi theo công nghiệp thì nó có những một số cái tăng trọng, tăng trưởng á, số hormone á, thì người ta sợ là quá trình hầm nó có kèm thêm mấy cái đó thôi. Với lại nó là dạng canxi thô, nó vô cơ thể nó phải chuyển hóa nữa, nên với cái lượng nó đưa vào trong cơ thể nhiều quá thì có thể cũng dẫn tới sạn thận. Nhưng cái người ta ngại đó là ngại mấy cái liên quan tới cái quá trình chăn nuôi á, nó có ảnh hưởng tới cái đó. Còn về Dạ. bản chất của hầm xương này kia
với hàm lượng này kia cho ngọt nước này kia nó tốt sức khỏe chứ không gì. À, như cái cá lớn rồi mình hầm cho nó mềm xương luôn, mình ăn thì ăn luôn xương, hoặc là những cái xương hầm, xương bò, xương heo, xương gà đó, nếu mình Dạ hầm như vậy thì nó có hòa tan canxi để cho mình hấp nó sẽ thu có không? một phần trong đó ấy chú, giống như trong cái vấn đề mà thức ăn ở quê mình về các loại cá với hải sản á, thì nó có một cái món gọi là món kho rượu á, thì chú có biết cái món đó không? Kho Kho mềm rượu hay xương luôn kho đó. mía á, cái kho đó là xương, nó giống thường ta dùng cá nục hoặc cá thu gì đó, cá nó cũng lớn á nhưng mà xương nó mềm ra hết, thì lúc đó ta ăn luôn xương. Giống như cá hấp rồi Dạ đúng rồi, mà phải dùng nồi áp suất này kia thì cái nó cần phải ninh nhừ ra, hoặc là nó theo một cái nồi công nghệ, hoặc là cách nấu, hoặc là kho 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 chung với các loại các thực phẩm có vị chua, ví dụ như là thơm nè. Đó, thì kho thơm kho khóm á, với một lượng vừa đủ thì cái xương nó cũng sẽ mềm ra. Mà ở quê thường thường cái món người xưa làm đó là món kho rượu á. Còn hay đơn nè. giản hơn ta dùng là gì, cá mòi á. Hộp cá mòi á là ăn luôn xương á. Dạ nhưng mà nó có công nghệ đưa vô rồi thì nó cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà trong đó thì cái hàm lượng nó vẫn có canxi trong đó. Dạ Với lại có một cái nghi vấn nữa thầy, như thầy hôm qua nói là phương Tây thường thường người ta ăn ít rau, nhưng không phải như bên mình, kể cả người Việt Nam mình, Tuấn có người em rể là coi như là cộng hành hay là miếng cà chua hay là bất cứ cái rau gì đó là không ăn. Như vậy thì để làm sao để mà quân bình cân đối như người phương Tây vậy đó, người ta sẽ bổ sung chất xơ như thế nào? Mà Tuấn cũng được thầy học ở thầy thì thầy nói là cái chất xơ thì nó là rebiotic. Rebiotic là thức ăn cho probiotic, nghĩa là vi sinh vật. Như vậy thì để cân đối, để như vậy thì người ta có phương pháp nào hoặc là có giải pháp nào để mà cho nó cân đối, để có rebiotic cho thầy, để cung cấp bổ sung thức là ăn chính đó chú, probiotic. người ta dùng bổ sung là chính là đơn giản. Ở phương Tây thì cái đó rất bình thường, cứ mỗi một cái bữa cơm á, sau khi ăn cái có coi phim này kia hay có qua bên nhà của các anh chị ở phương Tây á, thì các anh chị sẽ thấy người ta có thói quen đơn giản lắm, vừa ăn cơm xong cái người lớn tuổi cái mở mấy cái hộp dinh dưỡng ra mới đưa cho con, nó là con ăn thêm đi, chứ người ta không dùng từ uống, tại người ta quá hiểu nó là dinh dưỡng chứ không phải thuốc. Cho nên vừa ăn cơm xong á cái ra cho, này con ăn thêm đi, này con ăn thêm viên rau đi, con ăn thêm viên C đi, con ăn thêm viên canxi đi, con ăn thêm cái này, con ăn thêm cái kia, chứ người ta không dùng cái từ uống, bởi quan niệm của ta rất rõ ràng và nó trở thành một cái hoạt động sống bình thường của người ta luôn với dinh dưỡng á. Còn Việt Nam mình hoặc là cái nước châu Á thì chưa có cái nhận thức đủ đầy về cái dinh dưỡng dạng viên, cho nên cứ thấy cái gì viên viên là tưởng là thuốc, mà thuốc thì đâu có dám tùy tiện uống. Dạ Như là thực phẩm bổ sung. vẫn Với lại bổ thầy cho sung hỏi con là vấn đề, ví dụ như giờ trong cái gạo lứt có thầy, gạo lứt trắng, gạo lứt đỏ nó có nhiều chất xơ, thì những cái chất xơ đó là nó cũng có thể là thức ăn cho lợi khuẩn. Vậy là mình có thể dùng cái đó để làm bổ sung chất xơ là cũng được rồi. Như là chỉ có là xơ hòa tan và xơ không tan. Thì trong những gạo lứt đó thì thầy thấy là mình có nên dùng thường xuyên để bổ sung chất xơ thầy. chất xơ là phải dùng hàng ngày, nguồn nào cũng được miễn đủ lượng chất xơ. Có chất xơ và đủ lượng là hai khái niệm khác nhau. Ví dụ gạo lứt thì thường người ta ăn rất là gì là kỹ, cho nên sức khỏe của một số người bất ổn thường ăn gạo lứt vào họ cải thiện giai đoạn đầu rất nhanh, bởi vì cái công thức của ăn gạo lứt á, là bắt buộc người ta phải nhai cho kỹ mới ăn nổi, thì việc mà họ nhai kỹ thôi là sức khỏe đã cải thiện rồi. Và trong gạo lứt nó có rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà cái lượng á, có và lượng là hai cái khác nhau. Chú hiểu ý con nói không? À, cái lượng á, ví dụ có canxi nhưng mà cái lượng là bao nhiêu, có chất xơ nhưng mà lượng là bao nhiêu. Ví dụ về chất xơ, nhu cầu cho người trưởng thành là tầm khoảng 1,7 cho tới 3 gram xơ là tối thiểu hàng ngày. Còn dao động để đủ về sức khỏe là từ 1,7 đến 5 gram xơ. Còn với các trẻ nhỏ thì khoảng 1,7 là đạt rồi. Nên rau của các con ăn ít hơn. Và
thông qua cái khía cạnh về sức khỏe thì mình thấy người phương Tây bây giờ ta ăn rau cũng rất nhiều rồi, chứ không phải là không ăn rau. Là cái thói quen bình thường là người ta ưa đạm hơn thôi, chứ không phải là người ta không ăn rau. Ngoài ra là người ta còn cách bổ sung nữa. Cho nên là gì? Như hôm trước mình có chia sẻ đó, đây, cứ nhắc về ăn uống là chú Tuấn với cả nhà giúp đỡ con. Ưu tiên hàng đầu là số 1 là ăn uống. Ưu tiên cái số 2 mới là bù đắp, tức là bổ sung. Ưu tiên hàng đầu vẫn là cái số 1, ăn uống. Ưu tiên cái tiếp theo là bổ sung, nếu nó thiếu hụt. Vậy thì ăn đủ thì thôi. Nhưng mà tại vì mình không tính toán được cái lượng đó, dù là người ta đã có ước lượng và bao nhiêu lượng thực phẩm nó có bao nhiêu chất dinh dưỡng. Dạ. Ở nhà chị hay gãi. Ừ. Nè xịt này Mình nè. nghĩ là mình nó cũng hay đó thầy, như có người Dạ. em rể này cũng gần 70 tuổi rồi mà từ nhỏ đến lớn là cộng hành cũng ăn, có như là có một cái đột hành vô cũng được hay là một miếng rau miếng cà gì đó không được, nhưng mà cơ thể vẫn có thể là sống tới giờ này là vẫn không táo bón không gì hết, coi như là cơ thể nó cũng tự điều chỉnh điều tiết sau đó, cũng Nó là còn nhiều hơi yếu tố lắm chú, tại vì vận động nè, lượng nước đủ vận động thì như là anh chàng nè. ta còn lười Dạ thì có một số trường hợp đặc biệt mà một cá thể cũng đâu có nói hết được người phương Tây. nghĩa là mình không biết là cái cơ chế tự nhiên nó bù đắp hay cân bằng như thế nào đó, một một cái cộng hành nhỏ thôi vô đó là cũng không ăn từ nhỏ đến lớn rồi. Dị ứng thôi à, cái mỗi người mỗi khác mà. Như lại cơ thể của con người á chú, nói thật tới giờ nó cũng là một bí ẩn. Nó Cái nói cơ với địa con người mình cũng đâu có nghiên cứu hết được đâu, nên đâu ai dám nói là hiểu hết toàn diện cơ thể này. Nhưng khổ nỗi là mới nghiên cứu có chút xíu à, cái làm lớn cái hiểu biết nhỏ hẹp lên mà quên đi cơ thể tổng thể. Cơ thể con người mình vi diệu lắm, tới giờ mình nghiên cứu đâu có gì hoàn chỉnh đâu, dù não tới giờ nghiên cứu cũng có hết đâu. Nói có một câu đơn giản là trí nhớ nằm đâu? nằm ở đang Trí đây ta. nhớ là một cái gì, một cái gì đó nó vô hình đúng không? Chỉ biết nằm ở đại não, người ta nói vậy thôi. Vì tại sao khi mất trí nhớ không biết được phục hồi? Tại không biết cụ thể nằm chỗ nào. Nên có người gì mất trí nhớ cái tự nhiên té đập đầu cái nhớ lại. Nên có người té u đầu luôn, không biết bao nhiêu lần có nhớ được gì đâu. Dạ, nghĩa là có những Dạ. cái cơ chế tự nhiên mà Dạ. chưa có được khám phá hết. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cả Dạ. lớp ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, trân trọng biết ơn Trời. thầy. Dạ. Đàn ông ít bị bón hơn phụ nữ phải không thầy? Em chưa có số liệu đó. Dạ. Em chưa có số liệu để thống kê là nam hay nữ bị bón nhiều hơn ai, nhiều hơn ai. Nhưng mà bình quân đơn giản á thì coi lại thì khả năng là phụ nữ sẽ bón nhiều hơn. Dạ. Khả năng đó nghe. Dạ. Còn thực tế thì em chưa thống kê, em cũng chưa có số liệu đó, nên cả nhà thử tìm ấy. Dạ. Thầy chia sẻ khối lượng ước lượng thức ăn ba nhóm chưa hợp lý được không? Hôm qua mình nói rồi mà, các chị tính dựa trên tỷ lệ đó 6:2:2 nhớ không? Nếu tính dựa trên lượng năng lượng rồi cái mình nhân ra, ví dụ như là một người làm việc văn phòng thì thường đó là sẽ là 2.000 kcal năng lượng trên ngày. Còn thực tiễn mỗi người mỗi khác, có công thức tính mai nói đó. À dạ. Khi đến kỳ kinh là bị bón thì phải làm sao khắc phục? Là phải dưỡng cho kinh nguyệt đều để tới đó nó không đau này kia. À, thì bình thường đâu có gì đâu. Dạ, tại đợi tới bước đó xong muốn xử lý thì chậm rồi. Thì Đây là sao? còn nữa không đây. Ồ, mũi không mà xuống nữa con. Bắt mũi này xuống đi. Dài. Xuống ngủ. Không có chơi nữa. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ chỉ cho anh chị cách tính lại. Này đơn giản mà cả nhà.
Dạ cái lượng là đơn giản mà. Ủa? Dựa theo công thức ngày hôm qua mình còn nhớ cái tỷ lệ phần trăm không? À thì giờ nếu mình tính ra tam thức bậc hai là ra chứ có gì đâu. Ba cái đó cộng lại là 100% nhu cầu năng lượng. Bột đường mình tính 60%, chất đạm chất béo tính 20%. Thì mỗi 1 gram đó là 4 kg năng lượng với chất đạm và chất béo. Cái lộn chất bột đường. Thì chất béo là 9 kilocalo năng lượng. Vậy từ đó mình chia ra thôi là mỗi một chất là mỗi một một chất đường đạm béo bao nhiêu gram là xong cho một ngày. Đó, đơn giản mà. Rồi. Rồi sau đó là các anh chị muốn ăn cho cân đối cơ cơ thể á, thì mình phải biết được là gì, mỗi ngày như vậy cá nhân mình tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Khi mình biết được mình tiêu hao bao nhiêu năng lượng rồi, cái mình quay lại cái mỗi ngày mình ăn á, là cái lượng năng lượng đầu vào á nó tương đồng với năng lượng đầu ra thì giữ dáng, nó nhỏ hơn năng lượng đầu ra thì bắt đầu giảm lại, nó nhiều hơn năng lượng đầu ra thì mình tăng lên. Vậy thì mình ăn mình tính tới khi nào mình hài lòng với cái thể trạng của mình rồi, với hình thể của mình rồi, thì tính cái bữa ăn cân bằng với năng lượng đó, đó. Và duy trì đó hoài thì giữ dáng. Nên đầu tiên là các anh chị phải đặt ý nè. Các anh chị có biết mỗi ngày mình tiêu hao bao nhiêu năng lượng không? Các anh chị có biết mỗi ngày mình tiêu hao bao nhiêu năng lượng không? Nếu không biết thì mãi mãi không biết đường thiết kế bữa ăn. Tại vì mỗi người tiêu hao khác nhau mà, nên bữa ăn làm sao giống nhau được. Cho nên phải cá nhân hóa là vậy đó. Rồi ngày mai mình sẽ làm hết các chất dinh dưỡng, rồi sau đó cái mình còn thời lượng chương trình thì buổi cuối mình đó kiểm soát cân nặng hoặc là mai nói luôn. Nhưng quan trọng phải nắm hết dinh dưỡng cái đó. Nên các anh chị điền cái này vào là xong nha. Tự điền là xong. Dạ thầy ơi cho em hỏi chút xíu. Mới vô hay sao? Dạ em vô hồi nãy mà em có việc em đi ra bây giờ em vô lại. Rồi hỏi Em gì? hỏi cũng như em á bị táo bón mà giống như một ngày em đi nó 3 4 lần luôn mà đi nó rất là khó. Mà đi tới 3 4 lần luôn mà nó cứ nặng 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 một bên vinh bên trái á thầy. Rồi hôm trước Vậy chị có học gì bón không? dạ có. Rồi thì làm đó đi, đọc rồi tới giải pháp hết rồi mà. Dạ vậy thì bây giờ mình dùng cái giải pháp đó bình thường chứ không có cần đi đi bác sĩ gì hả thầy hả? Nếu mà chị có sinh ra các cơn đau, Dạ nếu không có đau. có đau gì không? Dạ không, nó làm gì nó cảm giác nó hơi nặng nặng một bên với lại nó cảm giác nó hơi nhói nhói lâu lâu nó mới có cảm giác đó. Bên nào, bên trái hay bên phải? Dạ bên trái. Vùng nào, bẹn hay là sau lưng? Dạ bên bẹn á. Bên bẹn Bẹn á. trái đúng không? Dạ phải. À, nó có phù lên không? Dạ không. Ừ, tới kinh kỳ đau hay là hàng ngày nó cũng đau? Dạ không, bình thường nó cũng đau. Nó Rồi. hơi hơi nhói nhói chứ nó không hẳn là đau. Dạ. Bao lâu rồi? Kéo dài bao lâu rồi? Dạ chắc cũng lâu, chắc 5 6 năm rồi đó. Ồ, đi khám đi. Tưởng mới Dạ. bị thì có thể chị kiểm soát được. Còn nếu 5-6 năm rồi thì đi kiểm tra bụng ngoại khoa lại. Như khoa Dạ. ngoại á. Dạ vô khoa ngoại khám thầy. Ừ, khám bụng ngoại khoa, đừng vô khoa nội. Dạ. Ngoại Dạ. khoa trước, vô bụng ngoại khoa. Dạ. Bụng ngoại khoa xong lúc đó là kiểm tra cho chắc cái rồi mới thể lúc đó mới biết là có cần là chuyển qua khoa nội hay không. Nếu qua khoa nội thì nhẹ. Dạ. Dạ thì cái triệu chứng đó thì có thể liên quan tới cái hội chứng liên quan tới tới đường ruột. Nhờ khám đi cho chắc, nếu bằng bạn đó thì có thể nguy cơ thoát vị bạn không chừng mà chị không biết. Dạ. Nó Dạ. nhỏ nó gọi là đùi trong á, thoát vị ruột đùi trong á mà không biết. Dạ. Nên đi khám trực tiếp lâm sàng á, người ta mới kiểm tra đó cho chị chính xác. Còn nếu Dạ. mới bị á, thì cấp tính thì không đến nỗi. Còn nếu 5-6 năm rồi thì cái đó đi nên đi kiểm tra lại. Nhưng trước mắt Dạ. thì vẫn làm theo lộ trình mà hôm trước dự bón á. Ưu Dạ. tiên đầu là nước nè, chất xơ nè, Dạ. massage bụng nè,
Đó. Rồi Dạ. hỗ trợ thêm cái probiotic với chất xơ hai cái đó. Dạ. Dạ, có thể thêm canxi. Dạ. Dạ, rồi làm trước mấy cái đó. Rồi có điều kiện nên đi khám trước, qua khám bụng ngoại khoa trước. Dạ, em biết Dạ. ơn hả? Em biết Dạ ơn dạ. cả nhà. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tối nay nhiêu thôi. Ngày mai 7 giờ cái mình lên mình nói hết mấy chất dinh dưỡng còn lại. Ngày mai các anh chị ghi thôi. Cái nào đặc biệt thì Vũ dừng lại phân tích chút. Còn không thì ghi thôi. Rồi sau đó sẽ nói về cân nặng một chút. Rồi tổng kết lại bằng tư duy của sức khỏe. Khóa này thì nói tới dinh dưỡng thôi. Cái khóa sau cái mình nói đông y sâu một chút. Vì dự kiến tầm khoảng 2 khóa nữa thôi là các anh chị nắm được 4 hệ quy chiếu luôn. Là mức độ tương đối. Dạ. Khóa này có bối cảnh nên nói dinh dưỡng nhiều một chút. Dạ. Rồi. Mai mình tính tiếp ha. Nhưng mà tối nay cũng đâu ghi tờ nào đâu đúng không? Mình sẽ cái đơn À, thoại ạ. dạ, nếu có ghi thì ghi canxi một cái đi, sẵn ghi cái cho có tờ giấy úp lên. Ha, ghi cái cho con có cái để mama Lê Hồng Phụng có cái úp lên mạng. Điền Wow. vô đây canxi nhu cầu hàng ngày 1.000 đến 1.200 mg trên ngày là đơn vị tính. Nguồn cung cấp rau quả tươi, Cái nào thắng được mở ngoặc cái nào xanh càng đậm thì càng nhiều canxi, xanh đậm. để đó cái nào thắng. Rồi. Hải sản. Rồi. Hải sản. Rồi, giáp xác. Chứ không phải bò xác nha. Giáp xác. Cá non, các loại sữa, thực phẩm bổ sung, đó, nguồn cung cấp, vai trò của canxi. Khi nhắc tới canxi thì đầu tiên Cô đừng có để dưới đất. là nhớ tới sức khỏe của xương, răng, hỗ trợ thần kinh, hỗ trợ đông máu, rồi cái gì trong cơ thể của con người động động là có sự tham gia của canxi. Cái mẹo để mình nhớ bài. Rồi, dân dân cái gì rảnh cái gì úp thêm này ha, làm lớn cái gốc này lên vai trò, về tìm tài liệu làm thêm, nguy cơ thiếu hụt cũng khỏi cần điền, không nhớ cũng được nữa, còn nếu muốn nhớ thì nhớ cái dấu này là được nè. Ngược lại với vai trò là xong. Thấy hình dung thấy đơn giản không? Rồi, vậy đó là xong canxi. Còn lại mấy tờ khác cứ mỗi tờ điền cái gì xong. Hình dung không? Hai đứa phối hợp nè. Cất vô tới giờ là đi ngủ. Rồi. Rồi cái về cái mình đổi chữ canxi thành chữ khác.
Rồi, xong canxi. Kịp không? Kịp không? Anh chị thấy nó đơn giản không? Đặt ý làm lớn cái cột số 3 luôn. Đó. Rồi, đó, làm lớn cái ô thứ ba này nè. Rồi. Xong rồi đó. Thì tối nay hai tờ cũng có cái báo cáo với Lê Hồng Phụng. Rồi nhiều ha. Rồi, hẹn gặp lại ngày mai với các loại dinh dưỡng còn lại. Dạ, Hợp chuyện thì nói quản lý cân nặng. Dạ. đi con thầy Ơn cả nhà. Với tất cả các nhà thì thì cái bằng tay chúng ta chỉ đi bằng kem thôi, chúng ta đó. Chúng ta luồn vào đó, chúng ta tách. Dạ, bye bye cả nhà. Biết ơn thầy ạ. Không xuống lên áo thầy ạ. Nó hiểu quả mà nó đơn giản.